quay test tối thế nhỉ? Test âm thanh bọc thôi anh em nhá. Vì thằng Tiêu nó xa, mình đứng nó dài quá, mình xin phép đứng xa một chút. Chơi nó khá là êm. Mình chơi hôm nay mình chẳng tập cái gì, nhưng mà mình chơi vẫn thấy nó không bị tốn hơi. Nói chung là đối với anh em là không quá chuyên chơi cái này rất là sướng. Nó rất là nhẹ, nó không bị nặng hơi. Còn nếu mà đối với anh em chuyên thì tất nhiên là cái này nó ngon rồi. Thu âm rất là nhẹ và beat rất là ngon. Hôm nay trời nó nồm quá, mình kéo lên một chút nhé, cái này âm rất là chuẩn, mình kéo lên một chút để thả hơi cho thoải mái. Ok, chào anh em nha, cảm ơn em xong.